Thưa quý vị, sử dụng đèn xe đúng cách, nhận biết các tín hiệu đèn xe là một trong những kỹ năng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông. Hầu hết chúng ta đều đã biết cách sử dụng đèn xe, tuy nhiên thực tế thì những trường hợp sử dụng đèn xe sai quy định vẫn khá phổ biến. Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Trong nghị định quy định rõ thời gian bắt buộc mở đèn chiếu sáng như bắt buộc người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn. Theo cái quy định đó thì nó có những cái nó cũng không phù hợp với thực tế lắm. Như vậy là ở đất nước chúng ta nó có nhiều vùng miền khác nhau. Và cái thời gian mặt trời nó sáng sớm hay nó sáng muộn, tức là ngày dài hay đêm dài, nó cũng khác nhau. Nếu mà mình người lái xe mà cảm thấy không an toàn thì chúng ta nên bật đèn. Tại trong luật cũng nói rất rõ rồi, khi trời tối hoặc là gì, đường có sương mù, thời tiết xấu, tầm nhìn bị che khuất, hoặc trong hầm đường bộ thì chúng ta phải bật đèn. Như vậy bây giờ ngoài cái giờ đó là giờ quy định, thì trước cái giờ đó hoặc sau cái giờ đó mà chúng ta cảm thấy không an toàn, chúng ta vẫn phải bật đèn để cho cảnh báo người đi đường biết được. Không bật đèn xe theo thời gian quy định cũng đồng nghĩa với việc vi phạm quy tắc giao thông. Tuy nhiên, ngay cả khi đã bật đèn, người tham gia giao thông có thể sẽ vẫn bị phạt vì sử dụng đèn không đúng quy định. Trong thực tế, nhiều người tham gia không để tâm đến việc bật đèn chiếu sáng sao cho đúng cách. Việc sử dụng đèn xe không đúng cách có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những người điều khiển xe theo hướng ngược lại. Nếu mà chúng ta đi trong thành phố, trong khu dân cư thì không được sử dụng đèn pha thì nó sẽ làm lóa mắt cho người đi đường. Cho nên chúng ta sử dụng đèn cos là nó ở cái tầm ngắn. Còn khi chúng ta đi ra ngoài đường quốc lộ thì chúng ta nên sử dụng cái đèn pha để cho nó đủ độ sáng và độ cao và độ dài. Trừ những trường hợp là hai xe đối đầu nhau thì chúng ta phải giảm, tức là chuyển sang đèn chiếu gần, tức là đèn cos, để không làm lóa mắt cho cái xe đường ngược chiều. Xe ô tô và xe máy đều sử dụng cũng vậy luôn. Ở những đoạn đường ngoài khu vực đông dân cư, các phương tiện được phép sử dụng đèn chiếu xa để hạn chế tình trạng người điều khiển các phương tiện bị chói mắt. Giải pháp thường được sử dụng nhất là trồng cây xanh trên các dải phân cách phân chia làn đường, như đường 3 tháng 2 là một ví dụ. Những cây dương được cắt tỉa kỳ công trên dải phân cách giữa đường không chỉ có tác dụng trang trí mà còn là để chống chói cho người điều khiển phương tiện lưu thông chiều ngược lại. Sử dụng hệ thống đèn xe đúng cách chắc chắn là kỹ năng rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, nhưng việc nhận biết báo hiệu từ đèn xe cũng quan trọng không kém. Ví dụ như bây giờ là chiếc xe nó đang lùi mà họ không thấy mình, mà mình thấy đèn tín hiệu lùi bật sáng là mình biết chiếc xe này nó phải lùi. Mà khi chiếc xe lùi là mình phải tìm cách thoát ra khỏi cái vị trí đó ngay. Đèn lùi thì nó gắn ở phía sau xe, mà đèn màu trắng hai bên nó có hai cái đèn nhỏ màu trắng, đó là đèn lùi. Người lái xe cài vào số lùi là cái đèn lùi nó bật sáng lên. Theo thời gian, các phương tiện cơ giới được trang bị ngày càng nhiều những thiết bị hỗ trợ cho việc lái xe an toàn. Hệ thống đèn tín hiệu là một trong số đó. Ngoài loại đèn để cảnh báo cho người đi đường thì còn những loại đèn để cảnh báo người lái xe, như đèn báo động cơ quá nhiệt, động cơ mất an toàn, đèn báo mở cửa xe, đèn sương mù, đèn báo định vị ban ngày, vân vân. Vấn đề là người điều khiển phương tiện sử dụng như thế nào cho hiệu quả. Chấp hành tốt những quy định về sử dụng đèn cũng chính là góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.